Vâng, em xin chào các anh. Em ở đây, em tiếp tục em đây, em bán lên lại cái con Kenwood A5G này nhá. Con này đáng lý ra là bán rồi. Đấy. Là 2 triệu 3 em đã bán rồi, nhưng mà có bác khách bác ấy đặt cọc 200, bác có bảo bác cứ đến lấy, xong bác ấy cuối cùng bác ấy bo mắc không đấy. Đấy. Thì em xả cho các bác nhá. Này, xả cọc trừ tiền cọc 200 nghìn của các bác ấy đi là còn 2 triệu 1. Bác nào lấy con máy này alo em nhá. Đấy. Kenwood A5G các nhé. Đấy. Đấy, con này hình thức nói chung còn rất là đẹp này. Đấy. Có một tí xước ở đây, còn lại là rất ok nhé. Đấy. Kenwood A5G con này là dòng âm ly size size 34, âm ly size 34 nhé. Size 36, size 36. Chiều ngang 36 này. Chiều sâu là đi 24 này, và chiều cao của máy là đi 13 cm các bạn nhé. Đấy. Âm ly thì có thể kết nối điện thoại máy tính qua các đường dây AV phía sau, cũng như là kết nối cổng quang TV qua hai cổng quang phía sau nhé. Đấy, nhìn chung thì con âm ly này thì mình có thể kết nối được cả TV Smart cắm cổng quang trực tiếp vào đây nghe nhạc, và cắm TV cắm điện thoại máy tính nghe nhạc được hết nhé. Đây, thì để kết nối điện thoại máy tính thì mình có khá nhiều cổng vào kết nối như sau này. Cổng video này, cổng AV AUX này, cổng tép này, cổng tuner này. Ở đằng sau đây nhá. Đấy. Đấy. Thì thông thường mình sẽ cắm cổng AUX và cổng video nhá. Đây cổng video, cổng này, cổng AUX, cổng này. Để cắm dễ nhất thì là cứ cắm cổng AV AUX này cắm vào cho em này. Đấy. Lưu ý cho em là ở đây nó có một cổng nút này là để chuyển đổi cổng AV AUX ở phía trước và phía sau. Đấy, nếu để nổi lên nó sẽ là cắm cổng phía sau. Nếu cắm chìm, ấn chìm xuống nó sẽ là cắm cổng phía trước, nên các bác hãy để nổi cho em nhé. Nếu anh cắm là cắm đằng sau thì hãy để nổi cho em nhé. Em đi vẫn chạy bình thường nhá. Em mang phần là thiếu nữ thần, em chỉ sống với nắng phơi xuống. Đấy nhá. Chỉnh tép tiếp vẫn bình thường này. Lưu ý này, ở đây nó có một cái nút là speaker này, này on off này. Nếu các bác để nổi lên thì nó sẽ không có tiếng nhá. Phải để ấn chìm cái này xuống nhá. Đấy. Đây, còn ở đây nó sẽ có hai cổng để làm giải mã quang cho các bác này, là cổng CD CDND này. Đấy, và cổng BSDAT này. Để ví dụ như các bác cặp cổng CDND, các bác sẽ chuyển cổng CDND sẽ có tiếng nha, đây. Ok chưa? Còn nếu bác nào mà cắm cổng BSDAT thì là sẽ cắm cổng dưới này nhá, cổng digital này. Đấy. Thường em hay cắm cổng BSDAT này hơn, cổng này. Đấy. Cổng này nó chuyên cho TV Smart hơn. Theo em là như vậy. Thì các bác bấm BSDAT này. Đấy. Đấy, thế là mình có thể là nghe nhạc thì cổng quang ra. Đấy. Đấy, âm ly này nó có thể nhận tín hiệu giải mã tối đa lên tới 48kHz nhé các bác nhé. Nhưng là rất khủng. Những khi hành cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về say hạnh phúc tương lai. Áo đang sông rồi nhớ cho em gửi muôn vàn. Đấy, con A5G này thì cái công suất của âm ly nó là đi 130W các bác nhé. Hãng made in Japan, công suất 130W đến 140 các bác nhé. Các bác nào mua thì alo em. Âm ly Kenwood A5G
Vâng. Bác nào có nhu cầu mua thì báo em theo số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé. Con này bình trước đây trước giá là 2,3 triệu, để trừ tiền cọc của khách 200.000 là còn 2,1 triệu nhé. Còn lý do tại sao cái thứ như thế nào thì em cũng không muốn đề cập sâu vào đây, bởi vì là nó qua đéo lại nó không hay. Đấy. Ok, em xin chào các anh và xin cảm lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em.